Chào mọi người, ngày hôm nay thì Vân Trang sẽ tâm sự với mọi người một chút xíu về sắc đẹp cũng như là hạnh phúc của người phụ nữ nha. Không biết là đối với mọi người thì như thế nào, sắc đẹp có đi đôi với hạnh phúc hay không? Riêng Vân Trang thì Vân Trang thấy là có một cái trường hợp như thế này nè. Có nghĩa là khi mà mấy anh mới lần đầu tiên quen mình, mới yêu mình á, thì nói là anh yêu em bởi vì cái tâm hồn của em, chứ không phải là cái sắc đẹp của em đâu, em đừng có lo. Lúc đó là anh đó nói thật, chắc chắn là anh ta nói thật đó, chứ không phải là nói xạo đâu. Xong rồi cưới nhau về, xong rồi có thể có một cái trường hợp là anh ấy sẽ đổi cái suy nghĩ của anh ấy, hoặc cũng có thể là anh ấy không có thay đổi suy nghĩ của mình đâu, vẫn yêu mình bởi vì cái vẻ tâm hồn của mình. Nhưng mà chính bản thân những cái người phụ nữ thì họ sẽ cảm thấy là họ bị thiếu tự tin. Bởi vì mọi người biết là một người phụ nữ mà khi mà mình sanh đẻ xong rồi thì mình sẽ mau lão hóa, mau già hơn đàn ông rất là nhiều. Và tới lúc đó thì chính bản thân mình là cái người cảm thấy tự ti vô cùng. Mình không có tự tin để bảo vệ cái hạnh phúc của mình. Mà một khi người phụ nữ đã không tự tin rồi thì cái khả năng mà có thể giữ chồng, giữ người yêu ở bên cạnh mình là vô cùng khó khăn. Cho nên là ngày hôm nay Trang cũng sẽ chia sẻ với mọi người một cái bí quyết để giúp cho chị em phụ nữ của chúng ta cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Nếu như mà mọi người có thường xuyên theo dõi fanpage cũng như là Facebook cá nhân của Vân Trang thì mọi người thấy Trang là một fan rất là trung thành của viên uống Hebora. Đây là một cái viên uống tỏa mùi tự thân cho cơ thể của mình, làm cho mình luôn luôn lúc nào cũng ngào ngạt và ngát hương hoa hết. Và bên cạnh đó thì có một cái sản phẩm cùng đồng hành với lại viên uống Hebora, đó chính là Hebora Collagen Eris. Nó cũng là một cái dưỡng chất có thể bổ sung collagen để cho người phụ nữ của mình luôn luôn lúc nào cũng căng tràn sức sống và da dẻ mịn màng và hồng hào hơn. Ngay bây giờ thì Trang sẽ giới thiệu từng sản phẩm một để cho mọi người có thêm một cái sự lựa chọn nữa để giúp người phụ nữ của mình cảm thấy là luôn luôn lúc nào cũng trẻ đẹp và tự tin hơn ha. Đầu tiên Trang sẽ nói về viên uống Hebora, viên uống tỏa mùi tự thân cho phụ nữ. Đây, một cái lọ nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này, với những cái viên ở bên trong cũng màu hồng xinh xắn, nhưng phải nói là rất là ngát hương luôn đó mọi người. Đây là cái hũ Hebora mà Trang đã uống được một tháng nay rồi, và chỉ còn có vài viên thôi. Đó, mọi người thấy không? Sáng nào là Trang cũng uống trước khi đi ra khỏi nhà hết. Một cái viên như thế này thì tuy nó nhỏ nhưng mà thật sự là rất có giỏ nha. Cái mùi thì rất là thơm bởi vì được chắt lọc từ những cái thành phần, những cái chiết xuất rất là ưu tú trong những cái loài hoa rất thiên nhiên như là hoa anh đào Yoshino của Nhật Bản, rồi có hoa hồng Damas nè, có hoa nghệ tây và hoa anh thảo nữa. Đây là những cái loài hoa phải gọi là bí quyết để giữ gìn vẻ đẹp thanh xuân cho người phụ nữ và cả sự nữ tính của người phụ nữ nữa. Tại sao là như vậy thì Vân Trang sẽ nói tiếp vào mọi người nghe một tí xíu về cái công dụng của viên uống tự thân tỏa mùi hương Hebora này. Mọi người biết là thực sự chia sẻ luôn là có một cái khoảng thời gian mà Trang vô cùng tự ti với cái mùi trên cơ thể của mình. Đó là cái khoảng thời gian sau khi Trang sanh bé nì xong. Thì thật sự là hình như vừa mới sanh xong, có bầu rồi sanh bé xong rồi thì cơ thể của người phụ nữ sẽ thay đổi cái nội tiết tố. Thành ra là Trang thấy là Trang vận động một tí xíu thôi mà mồ hôi nó đã ướt nhễ nhại rồi. Đó thì Trang mới phát hiện ra một cái điều là cái gì mà nó xuất phát từ bên trong thì mình phải tiêu diệt nó từ bên trong. Cho nên là Trang cũng đã tìm hiểu rất là kỹ và tìm ra được cái viên uống Hebora tỏa mùi hương cho cơ thể của mình là Vân Trang cảm thấy vô cùng là thích thú. Cho nên là Trang phải sắm ngay một cái lọ về và Trang sử dụng. Thì khi sau khi sử dụng thì Trang cảm thấy là hình như là nó cải thiện rất là tốt. Hầu như là khoảng 50% cái mồ hôi trên cơ thể của mình từ từ nó tan biến đi đâu mất hết và cảm thấy là mình tự tin hơn rất là nhiều. Ngoài cái tác dụng là làm thơm cơ thể tự thân ra thì cái viên uống Hebora này còn có một cái tác dụng nữa, đó chính là cân bằng nội tiết tố và cải thiện về vấn đề sinh lý của phụ nữ. Cái này thì chắc là các chị em rất là quan tâm, mặc dù là nó là một cái vấn đề rất là khó nói nhưng mà hầu như là các chị em ai cũng sẽ phải tìm đến nó sau khi mà chúng ta sanh em bé xong rồi. Mọi người biết mà, người phụ nữ của mình sau khi sanh thì nội tiết tố thay đổi làm cho mình dễ cáu gắt hơn. Nhiều khi cái vấn đề nó không có là gì hết nhưng mà mình lại cảm thấy mình rất là giận dữ, thì vô tình mình sẽ đánh mất đi những cái thứ tốt đẹp trong cái cuộc sống của mình. Cho nên là khi mà uống cái viên uống Hebora này, nó sẽ cân bằng được cái nội tiết tố cho mình và cả về cái vấn đề tâm sinh lý. Nói riêng về cái vấn đề sinh lý thì mình sẽ cảm thấy là
mình dễ dàng hòa hợp hơn với ông xã của mình, với chồng của mình, thì nó sẽ làm cho chất lượng cuộc sống của mình tăng hơn. Người phụ nữ sẽ tự tin hơn thì bảo vệ hạnh phúc của mình được lâu dài hơn. Và một bí quyết thứ hai nữa mà Vân Trang muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay, mình có thể kết hợp cùng với viên uống Hebora, đó chính là Hebora Collagen Enrich. Nếu như mà cái viên uống Hebora này giúp cho chúng ta có thể tự có cái mùi thơm tho riêng cho bản thân mình, thì cái nước uống Hebora Collagen sẽ bổ sung một cái lượng collagen cô đặc cho toàn bộ cơ thể của mình luôn. Nó có thể giúp cho mình đề tóc được cơ thể, được giảm cân nè và chống lão hóa rất là hay. Và đặc biệt là nếu như mà mình kết hợp cùng với Hebora viên uống thì nó sẽ phát tán cái hương thơm của mình càng ngọt ngào hơn, càng nhiều hơn nữa. Đầu tiên thì Vân Trang sẽ nói về cái vấn đề chống lão hóa của Hebora Collagen. Mọi người biết Trang gọi đây là thần dược á, giống như là Botox. Một cái nước uống mà như là Botox.